Mến chào khán giả, hôm nay mình có mặt tại bên đò của Dàm Kỳ Hôn. Mình quay lên cho khán giả, anh chị và các bạn mình xem cho vui nha. Là bến đò khách qua lại qua Mẹ Minh Hải, và bên kia là cổng chào Mỹ Tho. Khán giả, anh chị và các bạn, đây có chiếc xà lan này là chở hàng khô. Khán giả, anh chị và các bạn, từ kênh dòng kênh cầu Chợ Gạo và chạy lên về hướng Dàm Kỳ Hôn. Hai chiếc đò khán giả, bữa nay hai chiếc đò luôn. Bữa nay hai đò lẫn như khán giả anh chị các bạn. Bình thường thì có một chiếc, bữa nay khách đông quá qua lại hai chiếc luôn. Bến đò rất là đông khách luôn, quá là đông luôn, nắng đèn luôn. Bến đò của Dàm Kỳ Hôn đây là rất là lớn ở Tiền Giang nha khán giả anh chị các bạn, lớn hơn cái bến đò kia.
tôi xin chân thành cảm ơn khán giả, thời gian qua khán giả đã xem video và đăng ký kênh, rồi sự ủng hộ của khán giả anh chị và các bạn mà mình không biết nói hơn, mình rất là chân thành cảm ơn khán giả. Chúc khán giả một ngày mới được tràn đầy niềm vui trong cuộc sống và luôn mãi đồng hành với mình cho mình có động lực. Mình quay cho khán giả anh chị các bạn cùng xem nha. Có chiếc tàu, có ghe kéo, đây là bến đò của Giang Thị Hôn lớn nhất ở Chợ Gạo. Khán giả anh chị và các bạn, vào một buổi sáng khách thì rất là đông rồi. Khách qua lại rất là nhiều. Lại buổi sáng là rất là đông luôn. Video tới đây kết thúc. Cảm ơn khán giả anh chị và các bạn đã xem video của Vui Miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.